Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cúi đầu kính chào quý ông bà cô bác cùng anh chị em đồng đạo kính mến. Lời nói đầu của người dẫn chương trình xin gửi đến chư quý vị lời chào mừng thân thương, lời chúc sức khỏe và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Và kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, trước khi đi vào đề tài thuyết giảng giáo lý hôm nay, chúng tôi xin được phép thông qua chương trình buổi thuyết giảng giáo lý. Chương trình gồm có 3 phần lớn sau: phần 1 lớn, phần nghi thức gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và nghi thức tôn giáo. Phần 2 lớn, phần nội dung chương trình gồm có đọc diễn văn khai mạc, đọc bài sứ mạng, đọc bài lời khuyên bổn đạo, diễn ngâm một đoạn sấm giảng và thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do giáo lý viên thuộc ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương Phan Chí Tâm đảm trách qua đề tài bình giảng 6 câu trong sấm giảng quyển 5: trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, ao sen báo tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Và phần 3 lớn là phần bế mạc, gồm có đáp từ của ban tổ chức, nghi thức tôn giáo bế mạc. Và cuối cùng là mời chư quý vị chúng ta dùng bữa tối thân mật với ban tổ chức. Kính thưa chư quý vị, đó là toàn bộ nội dung của chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay. Và kính thưa chư quý vị, nhận thấy hội trường đã ổn định, vậy chúng ta sẽ tiến hành đi vào chương trình buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Mở đầu là phần tuyên bố lý do. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo hiện diện kính mến, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 1 tháng 1 năm 2018, căn cứ chương trình đạo sự và được sự thống nhất của ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo năm 2018, căn cứ nghị định 162/2017/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, căn cứ quyết định của cơ quan chức năng và được sự cho phép của chính quyền địa phương về việc tạo điều kiện cho các ban trị sự xã, phường, thị trấn tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, và cũng nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn của đa số tín đồ muốn nâng cao trình độ nhận thức, tìm hiểu về giáo lý, giáo luật và lễ nghi của đạo một cách đúng đắn, làm nền tảng học Phật tu nhân theo tông chỉ Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm Quý Mão, nhằm ngày 7 tháng 11 năm 2023, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thường kỳ do giáo lý viên thuộc ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương Phan Chí Tâm đảm trách qua đề tài bình giảng 6 câu trong sấm giảng quyển 5. Đó là nội dung chính của chương trình buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Đề nghị hoan nghênh. Kính thưa chư quý vị, về thành phần tham dự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Trọng Đại, là giáo lý viên trung ương, cụm trưởng cụm giáo lý viên tỉnh Đồng Tháp, là thành viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, phụ trách huyện Lai Dung, là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa và cũng là trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Đề nghị hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên thuộc ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang và cũng là giáo lý viên đảm trách chính của buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các quý vị là trưởng ban, phó ban, thành viên, trị sự viên của các ban trị sự xã, phường, thị trấn trong và ngoài huyện Lai Dung về tham dự. Đề nghị hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu kỹ thuật quay phim Trương Thanh Tùng. Đề nghị hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu các quý vị là nhân sĩ trí thức, các nhà mạnh thường quân và toàn thể chư quý đồng đạo xa gần đồng trở về đây tham dự. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo đến phần nghi thức tôn giáo. Trân trọng kính mời toàn thể chư quý vị đồng đứng lên hướng về lễ đài. Phúc trang nghiêm, kính lễ Đức Phật, kính. Thưa thôi.
Kính lễ Đức Thầy, kính. Thưa thôi, mời quý vị đồng an tọa. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, tiếp theo là phần nội dung của chương trình. Mở đầu phần nội dung là đọc diễn văn khai mạc. Vậy chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Nguyễn Thị Thu Lê là thành viên của ban tổ chức lên diễn đàn đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị giáo lý viên, chư quý quan khách và chư quý đồng đạo kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, hài hòa tình đời nghĩa đạo, dưới hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính đến quý vị lời chào mừng quý kính, lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, thật là niềm phấn khởi đối với chúng tôi khi nhìn những gương mặt vui tươi đầy khả kính của các vị giáo lý viên trung ương, các vị đại diện các ban trị sự các xã phường thị trấn trong và ngoài huyện, các vị là nhà mạnh thường quân và các đồng đạo xa gần đến tham dự. Quý vị đến đây không những nghe giáo lý viên giảng giải qua lời châu ngọc của Đức Thầy để tìm hiểu nghĩa lý tu hành giải thoát, mà quý vị còn hiệp cùng ban trị sự chúng tôi duy trì và tiếp nối mạng mạch Phật pháp trong công tác phổ truyền giáo lý. Đó là điều mà Đức Thầy của chúng ta hằng mong đợi. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Kính thưa quý vị, thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài có dạy các vị đệ tử xuất gia và tại gia rằng: các con muốn đền ơn ta ư, thì giáo pháp của ta đó, hãy gắn mà học đi, hãy cố mà hành đi, và hãy quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường hay tán dương Đức Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá khắp quần chúng. Thời nay, Đức Thầy kính yêu của chúng ta thọ sắc lệnh Đức Phật Thích Ca với sứ mạng cứu thế độ đời, xiển dương Phật pháp. Ta thừa dâng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Trong quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Thầy có bài Đức Huỳnh Giáo Chủ tuyên bố lời tòa soạn báo quần chúng ngày 14 tháng 11 năm 1946 có đoạn như sau: đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca. Có thể nói giáo pháp học Phật tu nhân Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính khế cơ, vừa phù hợp với tình hình thực tế nhân loại đang tiến nhanh vào nền khoa học công nghệ, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, vân vân. Yếu lý giáo pháp vô vi màu nhiệm của Đức Thầy là phương tiện cứu cánh rộng độ khắp quần sanh, tu hành giải thoát. Thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu người dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng, tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Thực hiện theo lời Đức Thầy dạy trong công tác phổ truyền giáo lý, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đến đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 10 tại địa điểm 3
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa kính chúc toàn thể chư quý vị tham dự hưởng muôn điều phước báo và tinh tấn tu hành y theo giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Thầy đã dạy cho đến ngày thành công viên mãn. Giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Kính chúc chương trình thuyết giảng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đồng đạo Nguyễn Thị Thu Lê vừa qua đã đọc diễn văn khai mạc. Quý vị mình ủng hộ cho một tràng pháo tay. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, vào ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942 tại Bạc Liêu, Đức Thầy xuống bốc viết bài Sứ Mạng, cho biết cơ duyên ngài hạ phàm tại đất nước Việt Nam. Vậy chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Phan Thị Thùy Linh là thành viên của ban tổ chức lên diễn đàn đọc lại nguyên văn của bài Sứ Mạng. Trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, chỉ thời cơ đã đến. Lý Thiên Định hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, xin trong dòng đất Việt Nam này trải qua bao kiếp, trong địa cầu lăn lộn mấy khoen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dẫn quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư có truyền Phật pháp, gọi nhường ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nói cảnh quốc khóa gia dân, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ, dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương, chúng sanh dạng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng hoàn thân, giúp thế cứu dân, giống thân dị quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chớn Phật nghe kinh, ngạo du tứ hải, dạo khắp thiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm. Sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Phật Chương Đà chỉ rõ, mái diệu quyền chuyển lập hồi long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, sai mê giặc dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời Đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít,
người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quay đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xóa bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chơn sư, tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăm du, người tâm trí tối đen, đời lẫm ma dương khuấy rối, ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo đến quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã chờ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng năm năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có dè đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân, lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Dẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Xong vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đồng đạo Phan Thị Thùy Linh vừa qua đã đọc lại sứ mạng của Đức Thầy. Nếu quý vị ủng hộ chàng pháo tay. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, vào tháng 5 dương lịch 1945 tại Sài Gòn, Đức Thầy viết quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Ở phần cuối, Thầy có viết bài lời khuyên bổn đạo cho tín đồ lấy đó làm hàng rào giới lực để sửa đổi thân tâm. Vậy chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Nguyễn Thị Đẹp là thành viên của ban tổ chức lên diễn đàn đọc lại 8 điều răn cấm. Trân trọng kính mời đồng đạo. Quý vị ủng hộ chàng pháo tay à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áp phiện, chơi bời theo đàn điểm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất,
chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xung phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối gắt tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương, an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đặng trả lại cứu vớt chúng sanh, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc dạy việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Và thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đồng đạo Nguyễn Thị Đẹp vừa qua đã đọc lại lời khuyên bốn đạo. Quý vị ủng hộ chàng pháo tay. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để bắt nhịp cầu giao cảm với giáo lý viên đi vào đề tài thuyết giảng giáo lý hôm nay, chúng tôi xin trích một đoạn trong sấm giảng quyển 5 lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Đây là quyển thứ 5 mà Đức Thầy đã viết vào năm 1941 tại nhà thương Chợ Quán, gồm có 776 câu. Khởi đầu là câu băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn và kết thúc bởi câu sĩ sức chân từ dốc dạy khuyên. Vậy chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị nữ đọc đồng đạo, nữ đọc giảng viên Chiêu Thị Hồng Mai và Võ Thị Cười lên diễn đàn thành kính phụng ngâm. Trân trọng kính mời hai vị. Xin quý vị ủng hộ một tràng pháo tay ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tịnh độ lâm điều thanh giả khổ buồn rầu lo sợ
chẳng còn. Chốn ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẹo tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới luộc nghe kinh trọng Phật. Đến lắm chung qua lành đau mất cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Việc tấu thân thiện tính hờ hờ, chừng qua đến e cho có tranh. Mong tịnh độ là phương cứu cánh ra cũng hành, kẻo phụ Phật xương như lòng từ bi chẳng quản nắng mưa. Sông thuyền giác rước đưa sanh chung, trong một nước nhân tài hữu dụng kẻ tu hành. Đã phước thì nên quyết trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa toàn đền giúp nợ. Áo sen báo Tây Phương đua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm pháp Bồ Đề vững chắc. Dư đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thân thất tình dữ dàng đạo chung, trừ lúc dục chứ cho âu nhiệm. Thập tam ba diệt bằng trí kiếm rứt xong rồi, vô sự thảnh thơi như biển hồng trần lao lý diệu giới. Sâu đẩy mài trong dòng ngũ trượt, Nam Mô A Di Đà Phật. Wow.